lít phép nổ của Mitsubishi 6D14 đời cao nha cô chú anh chị. Đời này không turbo 180 ngựa, công suất tối đa, dòng tua tối đa của em nó là 2800 tua nha bà con. Dàn cầu em này là dài hơn 8 thước, máy đẹp quá, dàn máy đẹp cực kỳ. Hello bà con, Nam về bãi máy. Có nghe thông tin là có một cái bộ máy ngoài cho tàu dịch, mà máy ngoài cho tàu dịch thì máy là không có bèo rồi. 6D14 để em coi coi nó đời nào nha, nhưng mà giá rẻ lắm, giá chỉ có 41 triệu thôi cô chú anh chị. Dàn cầu dài trên 8 thước, chinh dịch 8 tấc 2. Tình trạng em nói như thế nào, mời cô chú anh chị xem clip ngày hôm nay. Mời bà con đang ở chợ Đồng Phú nha, đang bãi máy mình á, nghe đẹp lắm, để coi sao. Giá có 41 triệu thôi mà còn thương lượng nữa nha, mời bà con. Rồi cô chú anh chị nào hôm trước hỏi em cái bộ dàn lắp máy ngoài chạy cho tàu dịch và là ở vùng Kiên Giang, Cà Mau á, giờ thì hôm nay có hàng đây. Hiện tại em này là đang chạy Mitsubishi 6D14 đời cao nha cô chú anh chị. Công suất tối đa 180 ngựa, dòng tua tối đa thì 2800 tua, là 1 tấc 1. Hộp số tầm khoảng 2,5 tua á bà con. Chinh dịch em nó đang chạy là 8 tấc 2 nè. 8 tấc 2 nha, lắp 40. Còn mới tin nè cô chú anh chị. Đảm bảo nhiều cô chú anh chị mình xuống đây coi cái này là thích liền và giá cực kỳ rẻ cho bà con mình. Có là ký, giá em công bố cho bà con mình luôn. Chỉ giá 41 triệu thôi nha cô chú anh chị. Rất đẹp nha. Dàn lắp dài trên 8 thước. Con này thì nằm trong chiếc tàu dịch. Dạ vừa mới mua được chiếc kia đó thì bán cho khách rồi. Còn dàn máy nè, đẹp quá cho nên bán rẻ lại cho bà con. Trên 8 thước nha. Sexy rất là dày luôn. Nè. Sexy dày cui nha bà con. Khủng khiếp. Rất là chất nha. Quá dày luôn. Mới tin. Bây giờ mình vô mình coi phần hộp số máy nha bà con. Bồ dài ra tới đây rất là êm. Ngã tư các đăng lớn. Dạ ba lửa luôn. Lắp 40. Hộp số. Máy đây, máy long lanh nè bà con. Nước sơn nguyên zin. Còn miếng bảo vệ luôn. Lóc lít cực kỳ đẹp. Demo thì còn cái bơm nhớt luôn nha cô chú anh chị. Đây. Còn nguyên luôn. Chân cẳng của em nó còn nè. Còn miếng bảo vệ của lốc luôn. Đời này đời lốc gân nha bà con. Mã lực rất là cao. 180 ngựa lận. Đề 24, sạc 24. Đầu bô, cổ bô đẹp luôn nè. Giá rẻ hú hồn. Mitsubishi. Có đầu nước ngọt cho bà con. 6 máy bé kim. Đây. 6 máy. Cam cờ bên trong nè. Mới tin luôn. Máy đang nằm ở chợ Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long nha cô chú anh chị. Ai có nhu cầu thì đến trực tiếp và thương lượng giá với chủ. Chọn bộ dàn cầu quá đẹp luôn. Dài trên 8 thước nha. Lóc liếc nè cô chú anh chị. Còn miếng bảo vệ luôn. Mới quá. Chân cẳng có đủ hết. Mới tin nè. Heo dầu của dòng này là nó tua cao nhà, cho nên là cần ga nó nằm ở phía trên nè. Đây. Cần ga nằm trên đây nè cô chú anh chị. Về chạy tàu dịch là bay được nha. Cần tắc nằm đây. 6 máy heo ti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là 1 tấc 1. Con này nó mới tin luôn cô chú anh chị. Đã lắm. Số máy nè. 6D14 nè. 786, 772. Quá đẹp. Cho một cuộc trình. Hiện tại cái nắp cò của em nó là nó còn một miếng bảo vệ nữa nè bà con. Còn đủ đồ hết. Quá đỉnh. Rồi và tiếp theo là clip test nổ của em nó cho bà con mình. Ai có nhu cầu sử dụng cái đuôi dài tầm 8 thước này thì liên hệ ha. Giá đảm bảo cam kết rất là rẻ luôn. Và con máy rất là chất, rất là mới nha. Cốt thì anh chủ anh có báo là cốt ếch đó. Dàn hơi thì tí xíu nữa nổ sẽ thấy. Con này rất là đẹp. Nổ dàn hơi rất là chắc nha. Ốc tán còn vàng khè. Mấy coi dậu rồi còn mới tinh luôn. Quá đã. Rồi test nổ luôn cho bà con mình coi nha. 6D14 mới quá. Lóc liếc còn bảo vệ đầy đủ hết trơn à. Này là miếng bảo vệ thôi nha bà con. Bên trong thì phần lốc nó mới như nãy em quay bên kia cho bà con mình coi đó. Nước sơn nguyên zin luôn. Giá quá trời rẻ. Sẵn giá rẻ mà đồ chất thì em lên trước cho cô chú anh chị mình. Này là nước ở trên mái nhà. Nay nóng quá. Phủ mái nhà cho nó văng xuống nha. Bé kim. Bé nhỏ xíu à. Đã quá. Rồi test nổ luôn cho bà con mình coi. Vừa ý thì đến trực tiếp nha. Rồi ok nổ luôn. Đây là clip test nổ của Mitsubishi 6D14 đời cao nha cô chú anh chị. Đời này không turbo 180 ngựa,
công suất tối đa. Dòng tua tối đa của em nó là 2800 tua nha bà con. Dàn cầu em này là dài hơn 8 thước, 180 ngựa, công suất tối đa luôn. Còn rất đẹp nha, đời này lóc gân nha bà con. 6D14 là một tấm mốt, giá rẻ cực kỳ cho cô chú anh chị mình. Lóc gân nè, còn miếng bảo vệ luôn nè. Máy rất là chất bà con, mới tin nè. Rất là đã luôn, có điện mua sạc cho bà con. Máy có điện mua sạc nha. Lóc gân, cổ vô là còn đẹp cực kỳ. Bao có quét tăng đa, nhàn hơi đẹp khỏi nói luôn bà con. Nhưng mới tin nha, giá rẻ lắm. Cô chú anh chị nào đang cần sử dụng những cái vỏ chạy tàu dịch, cần máy như thế này thì liên hệ, có đầu nước ngọt luôn nè. Mitsubishi, hộp số tầm khoảng 2,5 nha bà con. Đầu nước có 6 máy bế kim là 1 tấc 1, 180 ngựa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Công suất tối đa luôn 2800 tua. Trên dịch hiện tại em nó đang chạy là 8 tấc 2 nha bà con. Nhàn cầu dài trên 8 thước, rất là liền lạc, rất là mới nha cô chú anh chị. Và giá em đảm bảo có nhiều cô chú anh chị mình sẽ mua được bé này. Dynamo sạc có, bơm nước có, đầu nước ngọt có luôn. Miếng bảo vệ đó nè. Cô chú anh chị nào chạy tàu dịch thì liên hệ ha, giá rẻ lắm. Miếng bảo vệ của máy còn luôn á bà con. Rất là mới nha, ai đã sử dụng máy trước giờ làm nghề bà cậu đồ này kia thì nhìn không máy là rất là nhấp, hàng tươi luôn. 6 máy, keo ti, máy kim. Đời này tua cao nha cô chú anh chị, cho nên là cái cần ga nó nằm ở phía trên nè. Cần ga và cần cắt nằm phía trên nha. Keo dép xeo quá đẹp luôn, cái xe được còn long lanh luôn cô chú anh chị. 6D14 lồng cấp 1, 180 ngựa, 2000 tấn luôn, công suất tối đa luôn. Test số cái đọc, nhấp số cái thử đọc, nhấp số thử luôn nè bà con. Còn mới lắm cô chú anh chị, quá đã. Ok, quá chuẩn luôn. Cây con số nằm đây nè cô chú anh chị. Tại này mình thử tay, để cho nó mình cỡ ra thử nha. Nhấp tay nó luôn, mới tin nè. Số lại nè, thử đi đâu. Hơi hám đẹp cực kỳ bà con. Máy mới lắm. Cô chú anh chị nào cần này thì nhanh tay nha. Rất là đẹp, rất là mới nha cô chú anh chị. 180 ngựa, không thua. Máy móc đem ru luôn. Rồi, nổ đi. 6D14. 1 tấc 1. Xả dầu ra luôn. Hụt dầu. Hụt dầu tép nổ. Ủa cái ống dầu đâu rồi? Cắt số luôn. Hết dầu. Hụt dầu. Mọi thứ còn mới tinh nè bà con. Rất là chuẩn máy nha. 6D14 tấc 1. Con này bà con mình về chạy tàu dịch cực kỳ đã luôn. Lóc lít quá đẹp luôn. Nước sơn còn nguyên luôn nè cô chú anh chị. Lóc gân luôn. Còn miếng bảo vệ luôn. Bảo vệ nắp cò còn luôn nha bà con. Đó. Bảo vệ nắp cò còn luôn. Rồi, đây luôn. Mitsubishi 6D14. Máy đời cao nha cô chú anh chị. Đời bé kim đời cao. Rồi, bây giờ là căng ga cho cô chú anh chị mình coi luôn. Rồi, quýu bắt đầu. Máy đẹp quá. Dàn máy đẹp cực kỳ. Còn cục con nhớt luôn nè. Ghê điện con máy này cũng quá. Giá quá rồi á.
Rồi cảm ơn bà con, tạm biệt, bye bye. Rồi tắt luôn. Trên 8 thước nha bà con.